Xin được chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương mục Chém Gió Nhấp Ảnh của Alpha Crew. Cũng đã lâu rồi thì mình mới làm video lại. Thì trong cái khoảng thời gian, suốt cái khoảng thời gian qua là cái năm 2020 nó có rất là nhiều chuyện xảy ra các bạn. Nhưng mà những cái chuyện đó thì mình không có nói tới cái video này. Trong cái video này á, thì mình chỉ muốn xin chia sẻ với các bạn những cái mà nó đã ảnh hưởng tới cái thị trường nhiếp ảnh và thực sự chúng ta đang ở đâu và nếu như mà các bạn muốn bắt đầu thì chúng ta nên bắt đầu như thế nào. Giống như là những cái công cụ nào trong cái thời điểm hiện tại nó vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu cho các bạn và những cái công cụ nào thì nó đã lỗi thời rồi. Và những cái gì á, mà nó mới ra các bạn có nên mua hay là không, giá tiền của nó như sao. Thì mình sẽ nói sơ sơ qua ở trong cái video này. Như các bạn cũng thấy là những cái hãng khác nhau giống như là Sony, Canon hay là Nikon, Nikon gì đó ra rất là nhiều những cái máy ở trong cái năm 2020 này. Cái lý do thứ nhất mà mình nghĩ đó chính là vì cái đại dịch. Ở cái đại dịch này các bạn, rất là nhiều những cái hãng xưởng lớn nó phải cắt giảm đi cái nguồn lao động của nó, tại vì nó không có đủ tiền để mà trang trải nữa. Cho nên nó sẽ phải vận dụng tất cả những cái gì mà nó có trong cái khoảng thời gian đó để nó sản xuất ra tất cả những cái máy đó. Giống như mình là mình xài máy Canon, như các bạn cũng đã thấy ở đây. Trước tới giờ thì mình xài máy Canon, mình quen với cái hệ sinh thái của Canon rồi. Thì cái chủ yếu mà cái hãng này á, nó quan tâm tới khi mà nó sản xuất ra một cái máy ảnh đó chính là cái trải nghiệm của người dùng. Nó không có quan trọng quá về những cái thông số hay là những cái nói chung là nó không có chạy đua vũ trang với những cái hãng khác. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian gần đây á, thì Canon nó lại ra những cái máy mà nó đạt tới những cái thông số rất là cao, nhưng mà cái trải nghiệm người dùng nó còn không có còn được như hồi xưa nữa. Giống như là cái máy điển hình là cái máy R5 nó mới ra, Canon R5 đó các bạn. Thì cái máy này là rất là tốt. Nếu như mà các bạn so thông số trên thị trường á, thì mình nghĩ không có cái máy nào qua cái máy này hết. Nhưng mà tại sao cái trải nghiệm người dùng nó lại không có được tốt như là những cái máy trước? Là tại vì nó, khi mà các bạn dồn một cái số lượng thông số, cái máy nó phải xử lý tới một cái tốc độ rất là cao, cùng với cái chip xử lý của nó phải chịu đựng một cái nguồn thông tin rất là lớn như vậy á, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái máy và nó sẽ làm cho cái máy nóng lên. Cái đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa là pin của nó sẽ chạy rất là lẹ, nó rất là mau hết các bạn. Cho nên sử dụng máy rất là khó chịu. Cũng giống như mình á, thì mình hồi trước như các bạn cũng biết là mình sử dụng máy 6D. Thì mình trong cái thời gian gần đây thì mình mới chuyển qua mirrorless thôi. Mình chuyển qua là đầu năm 2020. Cái vấn đề mình chuyển qua là không phải là cái 6D nó không còn đáp ứng được nhu cầu cho mình nữa, mà chẳng qua là tại vì mình thích thôi các bạn. Với lại cái lý do mà mình chuyển qua cái EOS R, cái mirrorless này á, là tại vì cái ngàm của nó. Nếu mà tại vì nó làm ra một cái ngàm nó rất là lớn, nó mới hơn, nó chắc hơn, thì những cái lens của nó đưa ra sẽ rất là tốt. Thì những cái mà mình hướng tới không phải là cái máy mirrorless này, mà là những cái lens của cái hãng Canon này nó ra. Thì những Canon trong năm nay nó ra rất là nhiều lens nha các bạn. Như các bạn cũng thấy những cái lens RF á, cái mount này nó ra thì nó rất là tốt. Nay nó ra rất là nhiều cái, nhưng mà mình sẽ nói về những cái lens đó trong một cái video khác. Trong cái video này thì mình chỉ nói về cái thị trường nhiếp ảnh sơ sơ để các bạn biết thôi. Tại vì trong cái thời gian mà mình không có làm video nữa thì cũng có rất là nhiều bạn nhắn tin là hỏi mình về cái vấn đề mà các bạn mua máy, các bạn chọn máy, với lại những cái máy nào nó đáp ứng được nhu cầu cho các bạn nữa. Những máy nào thì nó quá là lỗi thời rồi mà không sử dụng được nữa. Chơi cho các bạn nghe, chơi một chút, tại vì nó liên hệ trực tiếp với cái vấn đề này. Thì có một cái người em mình, người ta ở bên Texas, người ta qua chơi. Thì khi đó mình lấy máy chụp ảnh đi và mình chụp ở ngoài Times Square cho họ. Thì cũng chưa có lâu đâu, mới khoảng thời gian đại dịch, đây là khoảng 2-3 tháng trước à. Thì mình có sử dụng cái máy Canon 6D các bạn. Nhắc cho các bạn một lần nữa là trong cái khoảng thời điểm đó là mình đã có cái máy EOS R rồi, và mình vẫn xài cái máy 6D. Thì cái máy đó của mình nó nếu mà các bạn không biết thì 6D nó ra cách đây 5-6 năm, thì mình nghĩ là hơn rồi đó, hình như 2013 thì phải, 7 năm rồi cỡ đó. Thì mình cầm cái máy đó đi và mình chụp, rồi xong rồi mình cũng cầm cái máy này đi và mình chụp luôn. Xong rồi cái lúc mà mình về mình chỉnh sửa hình rồi mình đưa hình cho người ta xem đó các bạn, người ta không biết là cái tấm nào chụp từ cái máy nào hết. Lý do là cái chất lượng hình ảnh của một cái tác phẩm chụp ảnh á, nó chỉ đã đạt tới cái mức độ là cao nhất từ rất là lâu rồi. Giống như mình đã có chia sẻ với các bạn trong nhiều cái video khác, là cái chất lượng hình ảnh nó đã bị bão hòa rồi các bạn. Cho nên bây giờ nếu mà các bạn có chụp ra một cái bức ảnh mà cái độ phân giải của nó thật là cao,
mà các bạn coi trong cái phone nó cầm nó tầm cỡ này thôi, đúng không? Thì độ phân giải cao cũng đâu làm gì để các bạn zoom lên à. Nhưng mà khi mà mình đánh giá một bức hình á thì mình phải đánh giá tổng thể. Đó là lý do tại sao mình thích Instagram. À, sẵn đây nếu mà các bạn nào cũng muốn follow Instagram của mình thì mình để dưới phần description. Thì các bạn chỉ nhìn vô một cái bức hình tổng thể thôi, mình không có kéo căng ra để mà mình coi nó là như thế nào, như thế này, như thế nọ hết. Nhìn vô bức hình sơ qua một cái thấy đẹp. Và khi các bạn làm cái nghề này để các bạn kiếm tiền á, người ta chỉ nhìn sơ qua cái bức ảnh, người ta coi cái tổng thể của cái bức ảnh nó đẹp là người ta đã thuê các bạn rồi. Người ta không có cần phải kéo ra. Những cái người mà không có biết nhiều về nhiếp ảnh mà người ta chỉ muốn có một bức ảnh đẹp, không có ai mà coi tỉ mỉ coi là cái bức ảnh này nó chụp có nét không, độ phân giải nó làm sao, nó có noise không, nó có căng nét không. Những cái đó người ta không quan tâm các bạn, người ta quan tâm nhất là cái tổng thể bức ảnh. Vậy thì tại sao mình lại nói tới vấn đề này? Tại vì khi mà các bạn quan tâm nhiều nhất tới cái tổng thể bức ảnh á, thì tất cả những cái thiết bị này nó không có quan trọng nữa các bạn. Nếu mà các bạn có một cái thiết bị tốt á, thì nó sẽ dễ dàng cho các bạn để mà có được một cái tác phẩm nó vừa ý với các bạn hơn. Còn nếu các bạn không có một cái công cụ tốt á, thì các bạn phải làm nhiều việc hơn để mà các bạn có được một bức ảnh tốt. Giống như là các bạn phải tạo ra được ánh sáng, tạo ra được nguồn sáng, sáng tạo hơn trong cái lúc mình chụp ảnh, và mình phải chụp nhiều cái góc hơn. Giống như là thí dụ mà các bạn có cái này là cái lens 24-70 nha các bạn. Ví dụ các bạn có cái lens này á, thì các bạn đứng một chỗ, các bạn zoom ra, đúng không? Mình zoom ra là mình có thể thoải mái mình đứng này mình chụp xa hay gần, góc rộng cái này kia. Giờ nếu các bạn không có cái lens này thì sao? Thì mình có thể chụp bằng cái 50mm. Nhưng mà ở cái này thì mình không có zoom được, thì mình phải chạy nhiều hơn. Nó mệt hơn cho các bạn. Thì thiết bị á, nó chỉ là một cái công cụ thôi các bạn. Còn cái cách mà các bạn tiếp cận với cái bộ môn này như thế nào á, là do các bạn. Mình phải chịu khó sáng tạo, phải có tình yêu với nó, và chịu khó thực hành thật là nhiều. Thì cái kỹ năng của mình nó tốt, thì khi đó các bạn không có còn quan tâm quá về cái vấn đề là mình đang xài cái máy gì hết. Thì nói tới đây á, không có nghĩa là mình khuyên các bạn là mua một cái máy ảnh đời xưa rồi mà đi mình chụp. Thì như vậy nó cũng không có đúng lắm. Tại vì cái sự phát triển của cái công nghệ ở cái thời điểm hiện tại đó các bạn, nó rất là chóng mặt. Đặc biệt là khi mà cái dịch bệnh này nó đổ tới á, những cái hãng xưởng này kia họ cố gắng để mà họ làm ra thiệt là nhiều những cái thiết bị. Để làm sao vậy? Nhiều khi họ phải đóng cửa công ty, hay là không phải đóng cửa công ty, đóng cửa nhà máy sản xuất á, thì họ không có sản phẩm mới ra liên tục nữa. Họ vẫn có những cái để họ bán cho các bạn, để mà họ giữ cái business của họ. Cái business là cái gì? Giữ cái giống như là cái thị trường cung cầu của họ cho nó hợp lý. Thì như các bạn cũng thấy là mình chưa có bao giờ thấy một năm mà máy Canon hay là Nikon hay là Sony nó ra nhiều tới cái mức độ như vậy. Khi mà nó ra nhiều như vậy á, thì cái thị trường nó sẽ làm cho cái người sử dụng người ta bị giống như là rối đội hình á. Người ta giống như bây giờ các bạn đang có một cái máy giống như mình lúc đó đi, thì mình có một cái máy 6D đúng không? Mình thì mình không có quan tâm tới cái máy gì mà mình chụp hết. Nhưng mà ở cái khoảng thời điểm đó, mình có cái máy 6D. Cái máy của mình là máy gọi là cái gì, có gương lật, DSLR, là máy có gương lật. Thì những cái hãng lớn này á, họ muốn chuyển qua những cái bộ máy không gương lật hay là máy mirrorless, thì những cái người mà chụp ảnh đó, người ta sẽ cảm thấy là ồ, bây giờ mình cầm cái máy này đi mình chụp kiếm tiền như vậy còn có được không, nó sẽ bị nó còn có hợp thời không, còn nếu mà mình chụp ra được thì nhiều khi nó không đáp ứng được nhu cầu nữa thì làm sao. Những cái suy nghĩ đó mình nghĩ là sai hết nha các bạn. Tại vì thật sự á, nếu mà nói một cái bức ảnh đẹp á, thì 10-20 năm trước người ta đã có cái công cụ để mà làm ra một bức ảnh. Tới bây giờ nó vẫn còn rất là hợp thời, rất là đẹp. Giống như mình đã có chia sẻ từ trước đó, khi mà các bạn chụp một bức ảnh đẹp á, người ta phải nhìn tổng thể. Không có ai mà quan tâm tới cái vấn đề nó có máy, nó có nét không, mình chụp cái máy gì đó. Thậm chí là khi những cái lúc mà mình đi chụp ảnh đó nha, mình lấy một cái miếng băng keo đen á, mình dán cái tên của cái máy ảnh mình lại luôn. Thì cái người khách của mình, người ta cũng có biết là mình sử dụng cái máy gì đó, mà người ta cũng không quan tâm nữa. Quan trọng nhất là cái sản phẩm cuối cùng. Nếu mà các bạn đã có những cái sản phẩm đẹp á, các bạn không có cần sợ là máy mình có hoạt động được nữa hay không. Nói tới đây là để cho các bạn tự tin lên và cứ đi chụp hình đi. Còn cái công nghệ của nó phát triển làm sao, nó chạy đua vũ trang cỡ nào thì cứ mặc kệ đó các bạn. Ở cái thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy những cái máy nào nó vẫn còn có thể đáp ứng được nhu cầu cho các bạn rất là nhiều nha các bạn. Nếu như mà các bạn thích nói chung về ảnh á, thì cái mình cảm thấy là máy Nikon hay là Việt Nam gọi là Nikon, hay là mình không có đọc được tên của cái hãng này rất là lâu rồi các bạn, Nikon hay Nikon gì đó, thì mình cảm thấy là nó nhỉnh hơn Canon một chút xíu. Về cái vấn đề mà khi các bạn chụp tối, những cái pixel của nó xử lý á, các bạn có thể kéo sáng lại hình của nó ra nét, cũng giống như là cái texture là cái gì, cái chất ảnh á,
thì nó hơn thằng Canon. Còn mình cảm thấy mình sử dụng Canon là tại vì cái hệ sinh thái của Canon rất là nhiều những cái lens khác nhau, rẻ tiền. Thì cái lúc mà mình mới bắt đầu á, mình sử dụng Canon, thì đó là lý do tại sao mình sử dụng Canon tới cái thời điểm hiện tại bây giờ luôn. Và cái mà Canon nó hơn cái hãng Nikon á là cái chất màu. Còn Sony á, nó hơn hai cái hãng này á là cái công nghệ các bạn. Mình nói ra ở đây không có nghĩa là mình so sánh hãng này với hãng kia. Mình chỉ nói ra để cho các bạn biết là cái máy nào nó cũng tốt hết. Nó tốt hay không là do cái người sử dụng thôi các bạn. Các bạn cứ chọn một cái hãng nào đó rồi các bạn sử dụng nó, sau một khoảng thời gian các bạn sẽ biết cái điểm mạnh, cái điểm yếu của nó. Và mình sẽ vẫn tận dụng cái điểm mạnh của nó và tránh đi những cái điểm yếu của nó. Giống như các bạn không có đủ tiền để mà các bạn mua một cái máy ảnh full frame á, thì hạn chế chụp tối lại. Tại vì cái khả năng xử lý hình ảnh của những cái máy máy crop á, cái sensor của nó nhỏ hơn. Cho nên khi mà các bạn xử lý hình ảnh thiếu sáng á, nó sẽ kém hơn những cái máy full frame. Tại vì cái sensor, cái chip xử lý của nó mạnh hơn. Vậy thôi, còn nếu các bạn kẹt lắm phải chụp tối thì sao các bạn? Mua cái đèn pin, xong. Mua cái đèn pin, lấy cái bịch ni lông chụp lên là các bạn có thể chụp được những cái bức ảnh đó rất là sáng tạo, nó có những cái ánh sáng nó rất là... Khi mà nhìn vô bức hình á, các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt. Thì cái sự khác biệt này nó tạo ra từ đâu các bạn? Không có phải tạo ra là từ mấy ngàn đô các bạn đi mua một cái máy, mà từ cái trí tưởng tượng của các bạn. Cái cách mà các bạn muốn tạo ra được một cái tác phẩm. Thì trong cái video này mình muốn chia sẻ cho các bạn ngắn gọn là ở cái thời điểm hiện tại á, những cái hãng làm máy ảnh hoặc là cái công nghệ này kia nó rất là, nó chạy đua với một cái tốc độ rất là kinh hoàng các bạn. Cho nên nếu mà các bạn muốn chạy theo nó đó thì các bạn quên mất đi cái đam mê của các bạn là cái gì. Cái đam mê của các bạn là nhiếp ảnh chứ không phải là máy ảnh. Nếu mà các bạn thích máy ảnh á thì các bạn mua đóng về các bạn chưng. Còn cái người mà người ta thích chụp ảnh á, người ta có cái máy gì người ta cũng chụp được hết. Người ta có cái phone người ta cũng chụp được nữa các bạn. Và khi mà cái sự phát triển của cái thị trường nhiếp ảnh này nó nhanh như vậy á, thì nó sẽ tốt cho một cái người người ta thích nhiếp ảnh. Tại sao vậy? Những cái máy mà nó ra những cái năm trước tự nhiên nó sẽ rẻ lại thôi các bạn. Thì các bạn sẽ đi mua những cái máy cũ, điển hình là 5D Mark 2, Mark 3 hay là cái 6D. Rất là rẻ các bạn. 6D thôi nha, chứ đừng mua 6D Mark 2. 6D Mark 2 mình cảm thấy nó, mình chất lượng hình ảnh thì mình không có nói rồi. Nếu mà các bạn có một cái máy 6D Mark 2 thì các bạn cũng sử dụng rất là tốt thôi. Nhưng mà mình cảm thấy nó là cái, nó không có đáp ứng được so với cái giá tiền đó. Các bạn có thể mua cái máy khác và các bạn để tiền để các bạn mua lens hay kia. Nói chung là mỗi người mỗi khác. Thì trong cái video này mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn đừng có nên chú trọng quá về những cái nó đang phát triển liên tục như vậy, mà mình nên chú trọng tới cái đam mê của mình. Sắp tới mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái bức ảnh mà mình mới làm gần đây á. Mình mới đi chụp hình cho khách gần đây á. Mình chụp bằng những cái thiết bị rất là, như cái, những cái lens này 24-70-50mm f1.2 85 f1.2 thì mình xài những cái lens rất là lâu rồi các bạn, mà nó vẫn ra được những bức hình rất là đẹp. Người ta không có, những cái người khách của các bạn, người ta không có complain, người ta không có than phiền gì về cái chất lượng chụp ảnh của mình hết á. Và thậm chí người ta còn thích nữa. Mà khi các bạn post lên Instagram á, giống như mình nói, các bạn vô một cái Instagram á, các bạn coi bức hình thì các bạn chỉ có thể coi tổng thể thôi. Các bạn đâu có, họ không có quan tâm tới cái thông số. Nếu mà cái người khách của các bạn, người ta không có biết gì về nhiếp ảnh, người ta không quan tâm tới thông số hay là bạn chụp bức ảnh nó ra như thế nào, bạn xử lý làm sao, miễn sao tụi có bức ảnh đẹp là được. Ok, mình hôm nay là cái video đó, để mà mình trở lại chia sẻ với các bạn. Thì nó hơi dài rồi. Mình nói ở đây á, là chỉ để cho các bạn biết là mình muốn các bạn tiếp tục cái đam mê của mình. Đừng có vì tất cả những cái điên khùng nó xảy ra trong cái cuộc sống này mà chúng ta không có chụp ảnh nữa. Và mình cũng rất là mong các bạn sẽ quay trở lại cùng mình để mà chụp ảnh nha. Ok, cảm ơn sự quan tâm và theo dõi tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu các bạn có ý kiến đóng góp nhớ comment dưới này. Và các bạn nhớ mình sẽ bắt đầu một cái Discord channel. Mình sẽ link tất cả ở dưới cái phần description của cái video này. Nếu mà các bạn có thích thì các bạn có thể vô đó và xem. Và nếu các bạn có những cái câu hỏi nào thì mình sẽ cố gắng livestream trong cái thời gian sắp tới và trả lời trực tiếp nó cho các bạn. Ok các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha. Bye. Đây là cái lens mà mình từ lúc mà nó ra các bạn mình đã mua rồi.